giả đã đến với kênh Chuyện Sao Việt. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ, xin mời quý khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Chi Dân trở lại sân khấu sau đưa tiễn mẹ, chia sẻ cảm xúc khiến khán giả nghẹn ngào. Những ngày qua, Chi Dân đã trải qua một câu chuyện đau lòng khi thông báo mẹ ruột đã qua đời tại quê nhà. Bà rút hơi thở cuối cùng vào ngày 18 tháng 4. Chi Dân cùng những thành viên trong gia đình đã lo lắng hậu sự cho mẹ. Nam ca sĩ đã đi diễn trở lại chỉ vài ngày sau đó. Nam ca sĩ có những chia sẻ trên trang cá nhân. Lát nữa lên sân khấu không biết cười nổi không đây. Buồn gì thì buồn chứ vẫn làm việc tròn công việc, đang cố gắng lắm. Chi Dân chia sẻ hình ảnh lịch lãm điển trai trước khi lên sân khấu nhưng với một gương mặt khá tâm trạng. Anh cảm thấy lo lắng vì không biết bản thân có cười nổi với khán giả hay không. Tuy nhiên sau khi lên sân khấu, Chi Dân cũng có một màn trình diễn rất tốt với sự cổ vũ của những người hâm mộ. Nam ca sĩ cũng nở nụ cười nhưng hình ảnh ấy vẫn làm bao người xót xa. Một FC lớn của Chi Dân chia sẻ: anh nhà vẫn ổn, lên sân khấu vẫn hết mình, vẫn tươi cười như mọi ngày. Dù fan biết anh chỉ gắng cười vì trong đôi mắt đã khá mệt mỏi, nhưng họ vẫn cổ vũ nhiệt tình và ủng hộ tinh thần cho Chi Dân. Nam ca sĩ nhận được rất nhiều lời khen vì sự chuyên nghiệp. Dù đang có chuyện buồn gia đình, nhưng khi lên sân khấu vẫn cố gắng cháy hết mình, không mang tiêu cực cũng như hình ảnh buồn đến cho khán giả. Đây là điều mà một nghệ sĩ cần phải có. Có thể nói rằng sau khi mẹ mất, Chi Dân trở nên lạc lõng, cô đơn, khiến nhiều người xót xa. Nam ca sĩ viết trên trang cá nhân: mẹ bây giờ đang làm gì đó mẹ? Không biết có gặp được ba chưa hay đang cô đơn buồn bã lang thang trong căn nhà này? Nhìn thấy con mà không thể chạm đến. Nghĩ đến đây mà sao nước mắt con cứ tuôn. Con lo cho mẹ và nhớ mẹ lắm mẹ biết không? Biết bao giờ mẹ con mình mới có thể gặp lại nhau? Nỗi nhớ về người quá cố không thể nào nguôi ngoai và tất nhiên sẽ trở lại cân bằng, nhưng cần phải mất một thời gian khá dài. Những ngày gần đây, nam ca sĩ liên tục đăng trạng thái buồn vào ngày mẹ mất. Chị Dân cũng không nén được xót xa. Cảm ơn mẹ đã mang con đến cuộc đời này. Hẹn kiếp sau mình lại làm mẹ con mẹ nhé. Đừng bận tâm về con và anh chị em trong gia đình nữa. Bé Hiếu của mẹ đã trưởng thành và sẽ luôn nhớ những gì mẹ dặn dò mà. Con yêu mẹ và gia đình này rất nhiều. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.